Các bạn đang nghe podcast Kingsley Space, chia sẻ thông tin tài chính. Giá thép thế giới hiện đang trải qua giai đoạn giảm mạnh, ảnh hưởng tiêu cực đến cổ phiếu ngành thép tại Việt Nam. Sự biến động này khiến các doanh nghiệp thép lớn trong nước như Hòa Phát, Nam Kim, Hoa Sen, Pomina và VN Steel đứng trước nguy cơ giảm lợi nhuận và mất thị phần. Một phần lý do là do giá thép nguyên liệu đầu vào, chẳng hạn như quặng sắt và than cốc, cũng giảm mạnh. Nhưng chi phí vận chuyển và các yếu tố đầu vào khác vẫn duy trì ở mức cao, tạo áp lực lớn lên các nhà sản xuất. Giá thép thế giới lao dốc, nguyên nhân và tác động. Giá thép giảm mạnh xuất phát từ nhiều yếu tố, bao gồm nhu cầu giảm, các nền kinh tế lớn như Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ thép hàng đầu thế giới đang đối mặt với sự suy giảm nhu cầu do thị trường bất động sản trì trệ và sự điều chỉnh của ngành công nghiệp. Nguồn cung dư thừa, trong bối cảnh nhu cầu giảm, nguồn cung thép vẫn dồi dào do các nhà sản xuất không thể ngay lập tức cắt giảm sản lượng. Điều này dẫn đến hiện tượng dư cung, khiến giá thép tiếp tục giảm. Tại Việt Nam, các doanh nghiệp thép đang đối diện với sự thách thức lớn khi giá thép rơi tự do, làm giảm biên lợi nhuận đáng kể. Cổ phiếu của các công ty như Hòa Phát, HPG, Hoa Sen, Học Sinh Giỏi và Nam Kim, NKG đều có xu hướng giảm mạnh trong thời gian gần đây, phản ánh mối lo ngại của nhà đầu tư về triển vọng của ngành. Vụ điều tra chống bán phá giá, áp lực từ thị trường quốc tế. Hiện tại, 5 doanh nghiệp lớn trong nước đang nín thở chờ kết quả điều tra vụ chống bán phá giá từ các thị trường xuất khẩu chính. Việc nhiều nước, đặc biệt là Hoa Kỳ và châu Âu, tiến hành điều tra chống bán phá giá đối với các sản phẩm thép Việt Nam đã tạo thêm áp lực lên các doanh nghiệp. Nếu bị áp thuế cao, khả năng tiếp cận các thị trường quốc tế lớn của ngành thép Việt Nam sẽ bị hạn chế, từ đó gây ra nguy cơ giảm doanh thu từ xuất khẩu. Các doanh nghiệp thép trong nước vốn phụ thuộc khá lớn vào xuất khẩu để bù đắp cho sự chững lại của thị trường trong nước. Nếu kết quả điều tra không có lợi, biên lợi nhuận của các công ty này sẽ tiếp tục bị co hẹp. Các biện pháp chống bán phá giá này có thể dẫn đến việc giá thép Việt Nam trên thị trường quốc tế bị đội lên, làm giảm khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Triển vọng và chiến lược ứng phó của các doanh nghiệp. Trong bối cảnh khó khăn, các doanh nghiệp thép lớn như Hòa Phát và Nam Kim đã bắt đầu triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu tác động. Các biện pháp này bao gồm đa dạng hóa sản phẩm và thị trường, doanh nghiệp đang cố gắng tìm kiếm thị trường mới và mở rộng phân khúc sản phẩm để giảm sự phụ thuộc vào thép xây dựng, vốn đang bị ảnh hưởng nặng nề. Tái cơ cấu chi phí, nhiều công ty đã bắt đầu điều chỉnh lại chiến lược sản xuất, cố gắng giảm thiểu chi phí đầu vào, từ năng lượng cho đến vận chuyển, nhằm duy trì biên lợi nhuận trong bối cảnh giá thép giảm. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, triển vọng của ngành thép vẫn khá ảm đạm. Giá cổ phiếu các công ty thép nhiều khả năng sẽ tiếp tục chịu áp lực khi mà không có dấu hiệu rõ ràng về sự phục hồi của giá thép trên thị trường toàn cầu. Cổ phiếu ngành thép tại Việt Nam hiện đang ngồi trên đống lửa trước sự sụt giảm mạnh của giá thép thế giới và kết quả điều tra chống bán phá giá từ thị trường quốc tế. Các doanh nghiệp lớn đang trong tình trạng khó khăn với nhiều thách thức về lợi nhuận và tăng trưởng thị trường. Trong bối cảnh hiện nay, chiến lược giảm chi phí, mở rộng thị trường và sản phẩm sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp ngành thép vượt qua khó khăn trước mắt.